Hello mọi người biết mình đang thắp hương để làm gì không? Không phải là mình thắp ngôi mộ nào đâu nha. Thật ra thì trong cái lớp mà cái cây mục á mọi người, có một tổ ong trong đấy. Mọi người thấy từ từ mà nhìn thấy ha. Mình sẽ bơi từng lớp ra cho mọi người. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là nó lộ một cái đó kìa. Mà bây giờ mọi người đang nghĩ cái tổ này nhỏ đúng không? Không phải đâu nha, tổ ong này khá là to đấy. Thì tổ ong mật này nó làm ở dưới đất luôn mọi người ạ. Không biết sao ở dưới đất nó có cái lỗ để nó có thể xây được cái tổ mật của nó mọi người ha. Thì tổ ong mật này em khá là bất ngờ mọi người ạ. Bởi vì nó làm trong cái gốc cây mà nó bị mục quá nên rất là khó tìm. Em không nghĩ là tổ ong này nó làm như vậy đâu. Em phải đào xuống một hồi thì em mới thấy á. Thì sau một hồi đào xuống thì bầu mật dần dần cũng đã hiện dần rồi các bác ạ. Mọi người có thể nhìn thấy này, bầu mật khá là nhiều đấy, lượng mật cũng khá là nhiều rồi mọi người ạ. Cho nên chỗ này thì lấy cũng khá là ok rồi nha. Thì bắt đầu là bây giờ em sẽ lấy và bỏ vào bao nha mọi người. Thì tổ ong mật này em sử dụng một cái cây nhỏ để em rạch các tổ ong mật ra và em lấy những phần có mật nha mọi người. Thì tổ ong này em đoán khoảng 1 kg mật thôi mọi người ạ, nhưng mà chét ra thì chắc cũng được vài xị thôi chứ không có nhiều lắm đâu mọi người ạ. Bởi vì cái mấy tổ này em cũng không lấy hết mật đó mọi người, em phải để dành cho các con ong nó nuôi nữa. Wow, đã chứ kìa. Mọi người thể nhìn thấy cái bầu mật nó vàng chòe luôn á mọi người ha. Khá là đẹp. Mật ong mùa này thì khá là đặc rồi mọi người ạ. Mật mùa này chủ yếu là các loài hoa như là hoa điều, hoa cà phê đồ mọi người ạ. Cho nên lượng mật rất là thơm nha. Thì sau một hồi lấy thì em cũng đã lấy xong cái tổ ong mật rồi mọi người ạ. Còn lại cái phần kia thì em sẽ dùng những viên gạch để em lắp lại cái tổ cho các con ong nó nuôi tiếp nha mọi người. Mọi người nhớ là xây phải xây do kín nha. Các con ong này nó hay bỏ đàn đó mọi người, cho nên mọi người phải xây kín và tô đắp cho nó đầy đủ, cho các con ong nó hoạt động lại bình thường nha các bác. Và thường thì các tổ mà em đã lấy rồi thì em sẽ không lấy lại nha các bác. Em sẽ để cho tổ ong này nó nuôi con lớn lên và sẽ thành các đàn khác để sinh sản nữa các bác ạ. Cảm ơn mọi người đã hay xem hết clip nha. Tạm biệt mọi người.